Sau khoảng nhiệt độ điện sẽ qua hôm nay là 19 tháng 5 năm 2020. Em lên sóng test cái chiếc điều hòa một cục của hãng Morita trước khi bàn giao cho bác khách hàng Đỗ Văn Dương ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đây là một con điều hòa của hãng Morita. Morita thì nó là quá vip rồi. Rất là nhiều các bác có nhu cầu mua nhưng mà hàng thì cũng không có để đáp ứng được. Cái dòng máy này công suất của nó là 8.000 BTU. Trên máy thì đầy đủ các chức năng hiển thị báo nhiệt độ này, báo nhiệt độ này, tăng giảm nhiệt độ này. Đây, tăng giảm nhiệt độ này. Đây. Rồi là quay khi mình tăng giảm nhiệt độ xong thì nó sẽ quay ra nó báo nhiệt độ phòng của mình là bao nhiêu độ. Đây. Con điều hòa Morita rất là đẹp. Máy chạy ngon lành êm ái. Đây. Và test cái chiếc này cho bác nha. Bác có vào kênh YouTube thì bác xem. Nhiệt độ đang chạy là 16,7 độ C. Đấy. Ngày hôm nay kịp đóng hàng thì sẽ đóng hàng cho bác và giao ngay trong ngày hôm nay. Trong 3 đến 4 hôm mình sẽ tới nha bác. Đây là con điều hòa một cục Morita nhé. Điều hòa sẽ kèm theo một cái chiếc điều khiển đa năng. Đấy, em sẽ cài full chức năng vào cái điều khiển này cho các bác. Đây là điều khiển học. Con này em bán là 3.8 triệu khi điều khiển và cả điều khiển là 3.9 triệu. Đấy, các bác nào có nhu cầu mà Morita thì em vẫn còn một hai con nữa. Cảm ơn các bác.